rồi, chập tối. Đây, ong chập tối đây mọi người nhá. Quá là đẹp, ong màu vẽ. Ôi, nó cân rưỡi rồi. À, xin chào mọi người nhá. Hiện tại em đang đứng ở trên một cái cây. Cây này cũng cây keo, cây khô mục rồi mọi người, nhưng mà vẫn đứng được, không rơi được đâu. Bây giờ đang gần 18 giờ tối rồi. Em vừa đi săn ong về thì đến cái khu vực này thấy ong đất nó đi qua cái eo này là rất là nhiều, cho nên là quyết định trèo lên đây để hóng một lúc. Và thấy ong đất là nó đi về hướng về dưới cái chỗ này mọi người ạ. Cánh rừng này này. Em đang nghi là tổ của nó ở dưới kia. Ong đất này thì thường thường là mình đi tìm mình hay gặp là nó hay đi theo một cái lối đi. Nó đang đi về hướng trên đỉnh đầu của em này. Xong bây giờ em trèo lên đây để cho nó không khuất những cái cây này, để mình có thể nhòm xem là nó đi qua đây là nó sẽ xuống kia hay là nó ngoạch ra kia. Ong đất này nó đi là nó không thẳng về tổ luôn đâu mọi người ạ. Nó hay đi ví dụ nó thẳng xuống đây xong nó mới ngoạch một phát ra mãi ra kia. Nó đánh lờ mình ấy mọi người. Bây giờ thì trời cũng tối rồi. Mình trèo lên đây để tham khảo tình hình thôi. Xong có gì là sáng mai là mình sẽ quay lại đây tìm cái tổ ong đất này. Ong màu vẽ của ngày hôm nay thì cũng được ít thôi. Nói chung là ở quê em đây thì tìm được 2 cân ong màu vẽ là hơi bị khó khăn đấy mọi người ạ. Hôm nay ong nó mất mùa. Và ong nếu mà tìm được thì nó cũng hay tổ bé lắm. Nhưng mà hôm nay là đặc biệt là gặp mấy cái tổ này là cũng to cũng đẹp đấy mọi người. Bây giờ em sẽ đi về trước mọi người nhá. Sáng mai là sẽ quay trở lại tìm cái tổ ong đất này. Nếu mà thấy thì sẽ lên video cho mọi người cùng xem. Tiếp tục quay lại hành trình tìm tổ ong đất. Em Sơn xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay em Sơn đã quay trở lại cái cánh rừng này để tìm cái tổ ong đất. Vừa rồi là anh em mình là có thấy nó đi lấy mồi. Và theo hướng của nó thì thấy nó xuống ở dưới cánh rừng này. Hôm nay thì có quay lại săn tiếp mọi người nhé. Mọi người cùng ngắm khung cảnh về buổi sáng này. Quá là tuyệt vời luôn. Ngọn núi rất là cao mọi người này. Đây này. Còn phía bên này là ngọn núi này là chỉ còn lộ một ít thôi. Mây bao phủ hết ngọn núi luôn mọi người ạ. Đây là một thung lũng mây mọi người. Quá là tuyệt vời luôn. Tổ ong đất thì em thấy là nó phi xuống cái hướng dưới này rồi. Giờ mình đứng đây xem là còn theo được con nào không. Nếu mà không được thì mình cũng sẽ xuống dưới kia và lần cái tổ ong đất này. Chui vào trong này rộng quá đây mọi người ạ. Đi toàn những cái bụi cỏ ràng ràng như này, khá là khó khăn. Nếu mà ở phía bên kia kìa, ánh nắng nó chiếu vào chỗ sương mù mà là mình có thể nhìn được ong đi lại đấy. Này không cần khoảng trắng vẫn nhìn được mọi người ạ. Đây giới thiệu với mọi người. Đây là cây trà hưu đây mọi người. Đây là trà hưu còn sống nhá. Cây này là em hay lấy về để cho ong lấy vỏ cây để xây tổ đây. Đây. Mọi người cùng nhìn cái lá của nó này. Cây còn sống thì nó cũng rất là mục mọi người ạ. Cho nên là cây này ong rất là thích lấy vỏ đây mọi người nhìn này. Cây còn sống nhá nhưng mà nó còn vẫn rất là mục luôn. Ở bên này có một tổ ong vỏ vẽ mọi người. Anh đang xuống dưới này bắt tổ ong màu vẽ dưới này. Anh ơi! Để em bắt cho. Đã bắt đâu? Thấy lên xuống đây rồi. Đây, ngay chỗ này mọi người ạ. Tổ ong màu vẽ ra vào chỗ này. Hiện tại thì mình vẫn đang nghi cái tổ ong đất là nó phi xuống đây là
nó sẽ ở dưới cái chỗ thấp thấp dưới kia, ở chỗ cái eo eo kia. Nhưng mà mình lần từ đây xuống thì cũng rất là xa và cũng rất là rậm mọi người ạ, đành phải chấp nhận thôi. Đi công ty ngồi quạt điều hòa mát lại không làm, ngắm gái cả ngày nhưng mà không thích, lại cứ thích đi chui như này đấy, đam mê đấy mọi người, khá là vất vả đây. Tổ này làm treo ở trên cây tròn như này thì chắc là nhộng đẹp đấy mọi người ạ. Để kiểm tra xem mọi người nhé. Thằng này tí nữa em sẽ treo lại cho nó. Thằng này sẽ treo lại mọi người nhé. Không có gì luôn. Tổ này rất là đẹp luôn. Không biết có được nổi một cân không? Từ đầu vụ đến giờ là chưa được bóc cái tổ nào vỏ vẽ một cân cả. 10 tổ à, 8 tổ và 2 cân thì mọi người thấy nó nguy hiểm rồi. Này hơn một cân rồi mọi người ơi, nặng lắm. Trèo cây đón ong à. Bốn giờ chiều rồi mọi người nhá. 4 giờ chiều thì anh em theo gọi là chán rồi thì bây giờ cuối cùng là đã đến tổ của ong đất này. Gặp Lan 3 ngày rồi anh em ạ. Tổ ong à. 3 buổi rồi. Hôm nay là đúng là chính xác là ngày thứ 3 đấy. Tổ ong này thì hôm nọ bọn em mà 2 ngày trước là cũng có đi lần theo rồi nhưng mà chưa đến tổ. Gặp cái lối mà nó vượt dẹo đến bây giờ là trên 2 cây số rồi đấy. Trên 2 cây. Chứ đi đúng trên 2 cây thật, tiếp trên cái dạo trên kịch kìa. Nhưng mà mình đứng ở đây thì cũng không thấy có đông mấy đâu nhưng mà không biết vào tổ nó thế nào. Cái ong này nó hay đi ở dưới thấp lắm. Mình vào gần đến tổ của nó mà soi còn không thấy mọi người ạ. Nó còn đoạn ở trên cái rừng kia mà nó đi cào lắm. Nhưng mà xuống đây vào gần tổ phát mới lại nó lên dốc kiểu nó đi thấp. 4 giờ nhưng mà vẫn đang nắng nha mọi người. Ôi giời. Phát này lại 3-4 con một lúc nha. Như mọi người thấy ở chỗ Giang Giang này, nếu mà cứ đi ở dưới thấp là không nhìn được ong đâu, phải trèo lên cây. Hôm nọ em có làm một cái video ở trèo cây lên trên TikTok thôi, hay là gì đấy thôi. Thì có một anh bảo là không phải trèo, như thế là mệt. Nhưng mà không phải mọi người. Không trèo không bao giờ nhìn thấy được luôn. Nếu mà đối với những cái tổ ong mà nó đi sát sát như này. Điểm ngắm thì cách điểm ngắm đến đây phải
cái chỗ quang mà ngắm được đến đây phải một cây. Ông đất này nếu mà có cái chỗ thoáng mà quang ấy thì mình nhìn được hơn cây số là chuyện bình thường ạ. Nhưng mà đây nó mắc lắm, địa hình chỉ nhìn được 100m, 200m thôi. Không đến mọi người, từ đây ra có mấy chục mét lại mắc rồi. Cho nên là phải trèo cây mọi người. Anh em chúng em đã tiếp cận vào tổ ong đất rồi mọi người nhé. Sau 3 ngày cố gắng là cuối cùng là tìm được thấy cái tổ ong đất này không? Nhìn này, chỗ đất thì ít thôi. Không biết là nó có cái hầm sẵn cho nên nó đào ít hay là nó mới chỉ được đào được như này. Cái chỗ này thì được một nửa xe rùa đây mọi người ạ. Em là có bắt quân nhé mọi người nhé. Cái quân này thì lấy về ngâm rượu thì cũng khá là tốt. Dùng rất là tốt cho nên là em lấy cái quân này về để ngâm rượu. Anh gõ đi. Anh gõ vừa đi sập tầng ấy. Ngâm rượu cái này nè. Ngay đấy rồi anh ạ. Nó đá này nó đã đi sâu rồi mà. Chắc thịt đông. Chắc lên hết rồi. Ý thế. Hả? Ý thế. Lũ to quá. Mong là cái tổ to. Lũ to thì tổ to. Sọp ở đây nhỉ? Hả? Đây rồi. Bảo nó dễ đây à? Ôi. Chết rồi. Hả? Đấy tầng đây không? Con đá mà. Hy vọng là sẽ đạt 5 cân mọi người nha. Đấy là hy vọng thôi. Thì nó mới bỏ cái công theo ngày thứ 3 rồi. Thấy nó đi vượt dẹo cũng khá là đông ấy. Cho nên là mình mới theo thôi. Biết là nó như nào đây. Ôi sập á? Dạ còn đá ra phát không ạ? Đẹp quá, đến đây đi. Đây rồi. Cánh cây mít đá này. Ây giời. Đúng chất. Một đứa hồ. Đấy. Hồi bé bé thôi. Đẹp lắm. Thí á. Để ăn thương rồi. Cũng được một tí. Được. Để nó bên đá này. Đẹp phết đấy. Mà tầng nó không tròn. Ở kia còn một ít nhộng nữa anh ơi. Đúng. Ở kia trắng trắng đây đấy đấy. Được. Đó, nhặt đi. Bắt đấy. Thế rồi. Này nó làm trong đúng cái hốc đá cho nên là tầng nó hơi bị méo mó một chút. Mày nó đéo vào cái lũ kìa, sâu lắm cái lũ vào kia kìa. Yeah. Vào trong cái đống đá kìa mọi người, nhìn đống đá. Cho vào túi đi. Bê á? Cho đây. Ừ, cho đi. Cân phát nào, cân vô.
bán vô ấy 4 cân. Ấy từ từ. Cái máy của anh thì nó cứ lâu lâu nó khác ngừng nhỉ. Cái được. Nó báo gì không? Không, nó khác ngừng thôi, quay quay không? Thế là hạn chế nhỉ. Thôi được bao nhiêu được anh. Khá nặng. 4 cân rồi. Bà cứ chắc hướng. Hơn 1 triệu nhỉ. Hơn 1 triệu rồi. Rồi xuống đi anh ơi. Không nóng. Điện thoại nhá. Ok, em cầm điện thoại cho. Dao để tí em cầm cho. Anh đi trước đi. Kết thúc một ngày săn ong mệt mỏi rồi mọi người ạ. Lần cái tổ ong đất này từ 2 ngày trước rồi. Đến bây giờ ngày thứ 3 thì vào 4 giờ chiều thì mới thấy cái tổ này. Và được tầm hơn 3 cân mọi người ạ. Lần 3 ngày nhá, thấy nó đi rất là đông nữa. Nhưng mà tổ nó không được to mấy. Nó vào trong hốc đá mọi người. Cũng sát xít 4 cân đấy mọi người ạ. Cũng nặng lắm. Còn vỏ vẽ thì cũng tầm 4 cân mọi người ạ. 4 cân vỏ vẽ. Ui, cái vỏ vẽ này nặng hơn ong đất đấy anh ạ. Bây giờ anh em mình xếp đồ và sẽ... Mọi người nhìn này, đi lên cái chỗ ràng ràng này. Bây giờ lên tít trên đỉnh kia, xe máy để trên kia. Chắc cũng phải tầm gần cây số đấy mọi người ạ. Lên đến xe máy, xong là đi xe máy về hơn 1 tiếng nữa mới về đến nhà.